Nếu bạn đang tìm kiếm một quyển sách để truyền động lực cho bản thân vào những giờ phút khốn cùng, Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Đây là quyển hồi ký cảm động, kể về hành trình vượt qua bi kịch và tìm lại chính mình của nữ tác giả, diễn viên Janet McCurdy, người được biết đến nhiều nhất với vai diễn Sam Pocket trong iCarly và Sam & Cat. Ngay khi vừa ra mắt, quyển hồi ký đã gây chấn động người hâm mộ khi tiết lộ quá khứ bị bạo hành và thao túng bởi chính mẹ ruột của nữ diễn viên, đồng thời vạch trần một nền công nghiệp giải trí, nơi mà các diễn viên nhí bị lạm dụng, đối xử bất công và bóc lột sức lao động. Janet McCurdy là cô con gái duy nhất trong một gia đình có 4 người con. Khác với ba anh trai, mẹ dành cho cô sự kỳ vọng lớn lao, mong cô trở thành nữ diễn viên xuất sắc để bù đắp lại những ước mơ dang dở của bà thời trẻ. Cô bé Janet đã phải tham gia các lớp học diễn xuất và hàng loạt các buổi thử vai để mẹ tắm và khám vùng kính đến tận năm 17 tuổi, thực hiện chế độ ăn hạn chế calo dù đang ở tuổi dậy thì và thậm chí là không thể chọn ăn vị kem đúng theo sở thích của mình. Sau đó, mẹ cô mất vì bệnh ung thư, sức khỏe tinh thần của Janet ngày càng trở nên trầm trọng. Cô mắc chứng nghiện rượu, rối loạn cưỡng chế và rối loạn ăn uống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt và công việc thường ngày. Nhưng không để bi kịch mãi mãi dày vò bản thân, Janet đã quyết tâm thay đổi. Quyển hồi ký ghi lại chân thật quá trình trị liệu tâm lý của nữ diễn viên, bao gồm học cách đối mặt với cảm xúc và sai lầm của chính mình, từ bỏ các mối quan hệ độc hại và chấp nhận sự thật rằng mẹ là người đã bạo hành cô suốt thời gian qua. Janet viết, tôi muốn cuộc sống của tôi nằm trong tay tôi, không phải bị thao túng bởi chứng rối loạn ăn uống, hay giám đốc casting, hay người đại diện, hay mẹ tôi. Cuộc sống của tôi phải là của tôi. Cô đã quyết tâm từ bỏ sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 26, chọn cách tha thứ và yêu thương bản thân lại từ đầu. Nhờ văn phong hài hước và xúc tích, bi kịch cuộc đời của Janet McCurdy đã trở nên nhẹ nhàng trong mắt người đọc hơn bao giờ hết. Đến nay, Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa đã chạm đến trái tim của hàng triệu người và đưa McCurdy trở thành tác giả sách bán chạy số 1 New York Times trong suốt 80 tuần liên tiếp. Đây là một quyển sách đáng đọc về thực trạng bạo hành tâm lý, truyền cảm hứng cho những ai đang lạc lối trong hành trình vượt qua bi kịch. Đừng quên rằng cuộc sống của bạn nằm trong tay bạn, và bạn mới chính là người có quyền quyết định nó có trở nên tốt đẹp hay không.